rút BNB BEP20 từ sàn Binance sang cái ví phần mềm Sepal. Như quý vị đã biết, Binance là một sàn giao dịch số 1 trên thế giới. Còn cái ví Sepal là ví có cả phần cứng và phần mềm. Ở đây tôi sử dụng ví phần mềm trên điện thoại smartphone và tôi sẽ thao tác rút BNB từ sàn Binance sang cái ví Sepal. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, tôi đã đăng nhập sẵn vào sàn Binance và tôi sẽ mở cái ví Sepal để tôi lấy cái địa chỉ BNB BEP20. Tôi sẽ chọn vào BNB BEP20, chọn vào nhận để lấy địa chỉ, chọn tiếp vào chép để sao chép. Bây giờ tôi sẽ quay sang sàn Binance, chọn vào ví phía bên dưới, chọn BNB, chọn vào root, chọn vào gửi qua mạng lưới tiền mã hóa, dán địa chỉ vừa copy bên cái ví Sepal vào đây. Ô mạng lưới là cái ô thứ hai, chọn cái mạng lưới BNB Smart Chain BEP20, chọn vào xác nhận. Số lượng quý vị có thể nhập số lượng hoặc chọn tối đa. Phí mạng lưới ở đây 0.0005 BNB, chọn vào root, chọn vào xác nhận. Chọn vào gửi mã. Ở bước này quý vị cần xác minh cái mã. Nếu quý vị cài thêm cái mã AUTHY2FA thì quý vị cần xác nhận thêm cái mã AUTHY nữa. Tôi sẽ lấy mã từ số điện thoại và mã từ email để nhập vào. Rồi nhập xong, chọn vào gửi. Đang xử lý lệnh rút tiền. Quý vị có thể vào xem lịch sử. Quý vị có thể chờ khoảng độ 1 phút. Bây giờ tôi sẽ vào một cái trình duyệt. Tôi sẽ vào Google. Quý vị có thể vào Google để kiểm tra 0.0005 BNB to USD thì nó sẽ ra cái phí rút ở cái thời điểm hiện tại thì nó sẽ vào khoảng 0.139 USD.
Và sau khi chờ khoảng độ 1 phút, quý vị có thể trở lại cái ví để kiểm tra BNB nó đã về ví chưa. Đó, giá BNB ở thời điểm hiện tại là 278,86 USD. Đây, tôi sẽ nhập 0.0005 BNB. 0.0005. Đó, thì nó sẽ vào khoảng 0.14 USD. Đấy là cái phí mạng lưới, phí rất chi là thấp. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại cái ví Sample và tôi kiểm tra là cái trạng thái giao dịch. Đó, quý vị sẽ thấy ở cái phần nhận này này, BNB đã về rồi, 3 phút rồi. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Trường hợp quý vị chưa có tài khoản trên cái sàn Binance thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu trên màn hình hoặc đăng ký theo cái đường link tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu hoặc đường link thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn.